Hello tất cả anh chị em, quá cảm ơn đã trở lại với channel của mình. Trở lại với clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tham gia một kèo có tiềm năng là x20 với x50. Mình không nói dối đâu, mọi người nhớ xem hết clip và làm ngay với mình nhé. Và để tham gia được kèo này thì mọi người nhớ phải có một cái tài khoản là Bybit. Anh chị em có thể click vào cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video ở đây để chúng ta sẽ nhận được 20 đô bonus đến từ Bybit từ chương trình đối tác giữa sàn và kênh YouTube của mình. Đặc biệt chúng ta sẽ được giảm 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Bybit thì mình không cần phải nói nhiều từ đúng không anh chị em, về cái độ uy tín của sàn này cũng như là support và mọi thứ luôn. Đây là một nền tảng sàn top hiện tại về khối lượng giao dịch. Và trên nền tảng CoinMarketCap hiện tại đang thống kê Bybit đang thuộc top 2, tuy nhiên về khối lượng giao dịch trong 24 giờ thì đang là top 1 anh chị em nhé. 12 tỷ đô, đây là một con số rất là lớn luôn về khối lượng giao dịch phái sinh đó. Còn về giao ngay thì hiện tại Bybit cũng đang thuộc nền tảng top, sàn top và cũng đang có khối lượng giao dịch trong 24 giờ đâu đó khoảng tầm nửa tỷ đô. Và thời gian vừa qua vụ sập của FTX đó cũng như một số các sàn giao dịch top hiện tại, Bybit cũng đã công bố lượng tài sản dự trữ của mình. Cho nên anh chị em chúng ta giao dịch trên này rất là an tâm nhé. Đặc biệt đối với anh chị em mà chúng ta muốn trade future thì mọi người có thể tham khảo trực tiếp, có thể chuyển đổi sang sàn Bybit ở đây. Ok, và chúng ta sẽ quay trở lại đối với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là chúng ta cùng lướt qua một chút về các cái ROI hiện tại sau khi mà những dự án Launchpad thành công ở trên Bybit. Và clip ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ làm IDO trên Bybit anh chị em nhé. Đó, ROI trung bình tăng trưởng khoảng tầm hơn 1000% đối với những dự án hiện tại Launchpad trên Bybit. Mình sẽ ví dụ đối với một số dự án dưới này đây. Launchpad thành công thì có lợi nhuận cao, ví dụ như kiểu là Gener thì khoảng gần 4000% đúng không? Casta là 2000% và Real là 1800%. Ngoài ra còn rất nhiều các dự án khác. Và bây giờ mình sẽ dẫn cho mọi người tham gia ngay vào cái kèo IDO có tiềm năng x từ 20 đến 50 lần nhé. Cái này thì chúng ta nhìn qua là mọi người biết ngay thôi. Bởi vì là cái lượng vé cho thì nó khá là không nhiều thôi anh chị em nhé. Đó, đây sẽ là chi tiết về cái dự án IDO này. Để tham gia dự án IDO này thì mọi người đăng ký tài khoản xong. Không cần phải KYC đâu mọi người ạ. Hiện tại thì cái phần IDO là không cần yêu cầu KYC nhé. Đó, chúng ta đăng ký xong cái link ở dưới mô tả của clip này đây để mọi người nhận 20 đô bonus đó. Và mọi người thì tìm hiểu qua về cái dự án này trên nền tảng Twitter của dự án nhé. Tất cả cái link này thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đó, dự án này thì nó sẽ làm về cái mảng là quy chỗ ơn, gần giống như kiểu một cái đi app hiện tại đã phát triển ở trên dự án Hook đó, là cái WeChat đúng không anh chị em, đào coin mất có thể là kiếm tiền đó, hoặc là Web3 Layer 3 đó, một số cái hiện tại chúng ta đang làm airdrop đó để có thể nhận được các cái điểm, các cái point đó để cho sau này có thể đổi thưởng hoặc là airdrop đến từ dự án đó mọi người. Dự án này thì cũng làm về cái mảng đó và mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái trend cho cái khoảng thời gian sắp tới, bởi vì chúng ta có thể ý rằng hiện tại rất là nhiều cái dự án build mới đang xây dựng theo cái hướng này, có nghĩa là hướng cộng đồng đến những cái vừa học tập vừa có thể kiếm được tiền đó. Và cái lỗ hổng về kiến thức chúng ta sẽ cần phải bổ sung, ngoài cái vấn đề là chúng ta học tập chúng ta còn có thể kiếm được tiền từ những dự án này anh chị em nhé. Ok, về tìm hiểu dự án mọi người nhớ tìm hiểu thêm, còn ở đây thì mình sẽ dẫn cho mọi người tham gia free mà thôi nhé. Mọi người nhớ giúp mình nhé, đây là kèo free, chúng ta sau khi mà tham gia xong cái số tiền mọi người không trúng ấy, sẽ được trả lại thôi, và chúng ta có thể bán trực tiếp hoặc rút về ví các cái nền tảng sàn khác cũng được nhé. Đó, về chi tiết của dự án ở đây ấy, thì sẽ có cái thông tin là tất cả những người tham gia sẽ có cơ hội ngang nhau. Có nghĩa là chúng ta kể cả tham gia trước, tham gia sau, đăng ký trước sau hoặc là nhiều số lượng đi nữa thì mọi người cũng chỉ gọi là ngang nhau mà thôi về cái độ may mắn nhé. Và đặc biệt này, cái đồng token hiện tại được listing đó là cái đồng 3P này. Và đợt này phát hành cho IDO ấy, thì sẽ là bao nhiêu đấy? 4.000 tỷ token. Cái mọi người đừng bỏ qua cái phần tổng cung nhé. Và xem đến cái chỗ số lượng ấy. Số lượng phát hành đợt này chỉ có 40.000 đô rồi. Tổng cho cái khối lượng mà IDO lần này chỉ có 40.000 đô thôi và chỉ có 200 vé trúng thôi anh chị em ạ. Và mỗi 200 vé trúng này thì mọi người sẽ được khấu trừ 200 đô khi mà mọi người trúng vé đó. Có nghĩa là mọi người sẽ được quyền mua IDO này với giá là 200 đô là mắc. Đó, mọi người nhớ xem thông tin này nhé. Cái thứ hai nữa là thời gian đăng ký á, thì và cái điều kiện đăng ký thì mọi người sẽ cần phải nạp ít nhất là 300 USDT ở trên mạng lưới Binance Chain và 0,1 Binance Chain vào Bybit Wallet. Và để đăng ký IDO trước khi kết thúc, và chúng ta sẽ còn 18 giờ 33 phút nữa để đăng ký nhé. Đó, và thời gian quy đổi thì sẽ được công bố ở đây cũng như là thông tin về dự án nền tảng mạng xã hội này, và mọi người sẽ đọc điều kiện dưới này nữa là không cần xác minh KYC cho tài khoản Bybit, mọi người cũng có thể tham gia được ngay đó, và đổi token phân bổ cũng như là người tham gia nào đó mọi người có thể xem thông tin đây. Sau khi mọi người được công bố trúng thưởng ấy, thì mọi người nhớ vào đổi và bán sau khi listing, thì mình nghĩ rằng đây là một kèo nói chung tương đối mang tính chất gọi là may mắn đó. Mọi người nếu mà thực sự chúng ta làm được kèo này, mọi người trúng được một vé, mình nghĩ rằng mọi người min phải được x20 đó mọi người. Bởi vì đây là một kèo rất là ok nhá. Chúng ta làm ngay nhá. Mình sẽ dẫn cho mọi người làm ngay đây. Và bây giờ chúng ta sẽ click vô vào mục là tạo ví. Đây nhá. Tất cả các link này mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Chúng ta sẽ click vào cái mục tạo ví này. Đó. Và tạo ngay một ví này. Ở đây thì sàn sẽ tạo ngay cho mọi người một ví ngay. Đó. Chúng ta sẽ có ngay một ví đúng không? Chọn vào khám phá ngay nhá. Ok, sau khi mà tạo ví xong mọi người sẽ chọn vô vào cái mục là
chúng ta đã có tài khoản Bybit rồi thì mọi người sẽ chọn cho vào mục là tạo tài khoản Sport nhé. Đó thì ở đây chúng ta sẽ có một cái địa chỉ ví là Bet20 ở đây, thì chúng ta sẽ cần phải nạp vô đó là 300 đô nhé, điều kiện là nạp vô 300 đô cái đồng USDT trên mạng lưới BB trên nhé. Đây mình sẽ nạp 301 đô đi chẳng hạn đó. Ok, và chúng ta sẽ chọn vô vào mục gửi, không cần xác minh này. Ok, và chọn gửi này. Ok, và sau khi mà mọi người nạp vô được 300 USDT vào trong cái nền tảng ví của mọi người trên Bybit đó, thì mọi người lốt lại cái trang, nó sẽ hiển thị ra đây có một cái tích xanh này, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong này. Tiếp tục mọi người sẽ nạp vô là 0,1 cái đồng BB vào mạng lưới BB trên nhé. Thì mọi người sẽ ra ngoài cái trang chủ chính thức của sàn Bybit đó mọi người. Mọi người sẽ chọn vô vào cái mục là giao ngay nhé, và chọn vô vào mục là giao ngay thôi. Và chúng ta sẽ mua đó là cái đồng BB đi. Ok, và chúng ta sẽ mua tìm cái đồng BB này. Đó, chúng ta sẽ mua đồng BB nhá. Mọi người sẽ mua cho mình là 0,1 đồng BB nhá, mua hơn cũng được nhá. Đó, đây thì hiện tại mình đang còn bao nhiêu đây? 48 đô nhá. Thì mình sẽ mua là ok 0,11 nhá. Như vậy là mình đã mua BB xong đúng không anh chị em? Và bây giờ mình sẽ quay trở lại đối với cả nền tảng ví vừa rồi đó để mình thực hiện tiếp tục nhá anh chị em. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chọn vào mục là Bybit Sport Account này, đó. Và mình sẽ chuyển vô là toàn bộ cái số BB hiện tại mình đang có, mọi người mua thêm một chút nhé, bởi vì nó sẽ có một chút phí gas này, đó. Đó là 0,11 đó, chọn gửi thôi là xong. Và mình đã tiếp tục xác minh lại cái thông tin. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong nạp 0,1 cái đồng BB vào trong cái ví của mình hiện tại trên nền tảng của sàn Bybit nhé. Mọi người có thể lốt lại trang để nó tích vào cái vô vào cái dấu này anh chị em nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong đúng không? Mọi người sẽ chọn vô mục là đăng ký IDO này. Và nó hiển thị như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái mục đăng ký rồi. Và đây sẽ là cái số vé của mình. Nếu số vé của bạn được chọn trong xổ số này, bạn cần có USDT để trao đổi token cũng như là BNB để thanh toán phí ga đó mọi người. Và nếu mọi người trúng thưởng ấy, thì nó sẽ trừ 200 đô ở trong ví của mọi người nhé. Còn không trúng thưởng thì nó trả lại cái số tiền vừa rồi chúng ta đăng ký. Và mọi người có thể rút trực tiếp về trong lại cái ví spot và có thể là bán trực tiếp ra P2P về trên ví của mọi người, hoặc là chuyển về sàn Binance hoặc là sàn nào đó cũng được anh chị em nhé. Còn để trên Bybit để chúng ta có thể tham gia các IDO sau cũng được. Ok, và qua clip ngắn này đây thì mình đã dẫn cho mọi người tham gia vào dự án IDO. Và như thường lệ thôi, anh chị em chúng ta cảm thấy clip này hữu ích, nhớ thả một like cũng như là subscribe kênh YouTube nhé. Và đặc biệt, thông tin chỉ là tham khảo, không được xem lời khuyên đầu tư nha. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em những clip sau.